Vâng, mến chào tất cả các bác ở miền Tổ quốc nha. Các bác đang xem video này. Thì đây là con Concept 5.5, nó về hồi sáng cùng với lô hàng mùng 1 ngày 1 tháng 12. Bây giờ cũng đã là 10 giờ rồi thì em qua và để bác chủ xem. Con này được bác chủ là anh Lượng ở huyện Đông Hưng, Thái Bình đã xem kênh cũng như theo dõi kênh em bấy lâu nay rồi. Bác cũng đã ủng hộ cho em một con Aquafy rồi. Thì bác mua con này cho dùm cho một người bạn gần, là con set 5.5, là một dòng âm ly không biết ngắn loa là gì và âm thanh rất tuyệt vời, rất là dễ gấp loa, rất là mới nha các bác. Cách đây 2 ngày thì em có về một con, thì cũng đã lên đường về Đồng Nai rồi. Thì con này tiếp tục là về với Thái Bình, anh Lượng nha, gửi cho anh Lượng. Rất là mới nha các bác, những con này chỉ đấu giá eBay thôi, cực kỳ đẹp nha, xuất diện hoa hậu nha các bác. Là phía trên sản phẩm con này có dòng công suất lớn nha các bác, 500W nha. Tí nữa cho các bác sẽ được chiêm ngưỡng bên trong. Đấy, các bác thấy mé hàng chắc bãi, sạch sỉ, quyến rũ chưa. Dòng này thì cái vỏ gỗ nó giống cái dòng Lookman 309X, đẹp. Thì con này em đang phân phối giá là 15,2 triệu nha các bác, 15,2 triệu. Giá đã bao ship nha. Hàng thì hàng chất lượng tuyệt vời, tuyển kỹ lưỡng lắm. Nên các bác mua hàng bên em thì yên tâm. Những cái khâu mà tuyển hàng cũng như là độ zin, độ nguyên bản của sản phẩm thì anh em đã kiểm tra rất là kỹ lưỡng rồi. Đây là phía sau. Đây là anten này, chúng ta nghi đài này. Đây là cổng kết nối input này. Đây, đây là ba trạm loa ABC nha. A là tính dưới, BC hay là dây nguồn điện 120V nha các bác, hàng điện Mỹ nha. 500W nha. Sau đây mời các bác xem bên trong sản phẩm luôn nha. Và em mời bác chủ của sản phẩm này vào xem sản phẩm của mình. Con này đẹp như con về ngày hôm qua kia. Tất cả đều hàng eBay, hai con hàng eBay hết nha. Thì những dòng này thì em giới thiệu rất là nhiều rồi. Những dòng concept á, nó mạnh là do nó toàn là chạy những con trở và tỷ số rất là lớn nha các bác. Nên lực đánh nó cực kỳ là mạnh. Nếu các bác nghe, chỉ nghe là cảm nhận được liền. Các bạn thấy trở không? To, số lớn lắm. Thì âm thanh nó khi xuất ra loa nó cực kỳ có độ lực và độ nảy rất là mạnh. Nên là nó không biết ngán loa gì, nên chơi rất là dễ. Và giá thành hiện tại ở Việt Nam mình rất là tốt nha. So với chất âm nó mang lại thì nó quá xa cái tầm giá. Thì dòng concept thì cũng như em đã chia sẻ với các bác, nó nhiều chỉ có những model này là ngon thôi nha. 5.5, 6.5, 11.0 và 10 cao cấp nhất là Đông Phương Bắc Bại 16.5. Rồi, em xin chào và hẹn gặp lại nha các bác ở video tiếp theo. Con này thì em test ok rồi, mai em gửi đi cho bác thôi. Mai là ngày 2 tháng 12, hàng sẽ tiếp tục về cho các bác nha. Các bác nhớ đăng ký kênh, luôn được cập nhật những video mới nhất. Đây là ba con ly mới về này. Hãy các bác chung nhớ theo dõi kênh nha. Hay là những dòng Maram, điện thoại rất là hay, những dòng Receiver. Và có một con Builder Q949 530W tiếp tục cập bến nha các bác. Giá là 15 triệu. 4230 giá 14 triệu. 4240 giá 15 triệu 500 ngàn. Các bác theo dõi kênh sẽ được xem được những sản phẩm đó nha.